rồi em để coi đứa con này, rồi nó quýnh cái đầu của em á, chấn thương sọ não, cầm cục đá đập lên từ cái đầu, đập giống như con cá lóc vậy đó. Dạ em ở nhà em đi xin kiếm tiền về đưa mua sữa cho con em. Chị ấy khi bị bệnh thì chị ấy có những biểu hiện gì không? Trời ơi, hồi đó nó hay tự giận lắm đó cô. Tôi là Mã Thị Mai, sinh 1959. Nhà cô có tổng cộng bao nhiêu người ạ? Dạ, nếu mà tính là hai vợ chồng với hai đứa con với hai đứa cháu ngoại là 6 người. Dạ, ở phòng trọ, ở nhà tôi coi hai đứa cháu ngoại. Gia đình tôi cũng hơi khó khăn. Tôi mới để cho con tôi bị tâm thần, nó đi kiếm tiền để nó đi xin, để mua sữa cho cháu ngoại tôi thôi. Em là Mã Thị Ngọc, sinh năm 1992, sinh ngày 8 tháng 9. Dạ em ở nhà em đi xin kiếm tiền về đưa mua sữa cho con em. Chị xin thì thường chị ngồi ở góc đường hay là em đi dạo quán cà phê, quán ăn được chị? Dạ, nếu mà chị ấy tinh thần không ổn định á thì đi vậy cô có sợ là chị ấy đi mất không? Trời ơi, tôi cũng hơi sợ lắm nha cô. Trời, tôi sợ lắm chứ. Mà được có một cái là từ ngày nó uống thuốc của cô bác sĩ này á là tôi thấy nó hơi đỡ người đó. Chứ lúc trước nó không được vậy đâu cô ơi. Lúc trước nó quậy lắm á, nó sản lên, nó ở chuồng ở chằng, nó chạy ra đường luôn á. Dạ, ở đây ai cũng biết á. Tôi nghĩ bây giờ để nó giờ ở ngoài đường á thì nó lỡ, một là nó tự dặn, hai là nó không được bình thường á cô. Cái tôi sản quá tôi mới đem vô 175 á. Rồi cái ổng mới nói thôi bây giờ tôi khổ lắm chú, tôi cho nó ở đường một tháng thôi. Cái ổng nói thôi vậy chị cho cháu về nhà đi, là mỗi tháng tôi gỡ thuốc cho nó uống, tôi bán thuốc cho nó. Chị ấy khi bị bệnh thì chị ấy có những biểu hiện gì cô? Trời ơi, hồi đó nó hay tự giận lắm đó cô. Từ ngày nó uống thuốc cái ông này nó đỡ nhiều rồi đó. Tôi ở với nó gì chứ tôi cũng rầu lắm đó cô. Tự vì mình ở với con như vậy đồ đạc trong nhà tôi dọc hết trơn. Dao búa tôi dọc hết trơn mà cô ơi, tôi cũng quản lắm. Nhưng mà kẹt bây giờ nó bệnh, có hai đứa cháu ngoại giờ tôi bỏ đi đâu đây? Nếu mà tôi ra đi thì ai nuôi con nó, ai lo nó? Mai là tôi ở nhà 24 trên 24 á, tôi động viên đó đó cô. Dạ, chị ấy thì có hai đứa con á, thì là chồng chị ấy có chồng. Trời ơi, nó bỏ lúc mà nó còn bụng mẹ đó, tôi nuôi không á. Hai đứa không có cha. Rồi nó lấy nhau tôi đâu có biết đâu cô. Nó lấy nhau rồi nó có bầu rồi, tôi đâu có nỡ mà kêu con tôi đi phá thai mang tội chết đó cô. Tôi nói thiệt lòng rồi đó. Tôi chấp nhận tôi ôm tôi nuôi chứ ai mẹ đi giết một mạng người vậy. À, rồi nó đẻ sau này cũng con nhỏ này nè. Người ta cũng bỏ nó, tôi cũng phải ôm nuôi luôn á cô. Cái lúc trước thì nó đâu có bệnh gì đâu cô. Nó lấy cái thằng chồng sau này nè. Nó giấu tôi. Nó nói hồi đó nó mướn nhà trên quận 12 á. Cái thằng đó nó quýnh nó. Quýnh nó chắc chắn thương sọ não mà tôi đâu có biết đâu. Chắc cái trong cái não của nó bị sao mình đâu có biết đâu cô. Em bỏ ba má em đi theo người ta ở. Rồi em để coi đứa con này. Rồi nó quýnh cái đầu của em á, chấn thương sọ não. Cầm cục đá đập lên từ cái đầu, đập giống như con cá lóc vậy đó. Rồi xong rồi cái là ba má kêu sợ em chạy về nhà, ba má kêu là thôi đừng có lấy nó nữa. Trời ơi, tôi nói xin lỗi cô nha, tôi thấy là nó ôm con nó về là cuộc đời tôi có bằng tàn phế rồi. Tại vì tôi nói như con nghe nó được như mấy cơ mà nó được bình thường á, thì tôi sống được. Mà nó bệnh như vậy làm sao tôi giao cho nó, tôi không có đi đâu được. Tôi đâu có muốn ăn ở không mà ở nhà đâu cô, tôi muốn đi làm để phụ một cái gia đình. Cái thằng con tôi nó đi làm bảo vệ, nó cho tôi á, nó phụ tôi 2 triệu, rồi cháu con tôi nó đi kiếm tiền, cái kia được 100 mấy cái tôi để dành, cái kia tôi thèm gì á tôi mua cho nó ăn. Ông xã tôi chạy xe thì á, lâu lâu ổng đưa cho tôi 500 triệu để đóng tiền nhà phụ á cô, chỉ có bao nhiêu đó thôi đó. Còn con gái tôi thì nó bồng cháu nó đi sinh, từ đây mà đi lên Vĩnh Lượng. Rồi nó kể tôi nghe, nó đi qua ngay chỗ có quận Cầu Giấc á,
cái quận Gò Vấp mà nó đi nó hoành về được 7-8 chục và nó chạy ra nó mua mấy bịch sữa cho con đó là thôi. Ở đây tôi ăn cơm mà nó thì cái cô á, ở đây người ta biết mua hộp vịt hộp gà về nấu á cô, chứ tiền đâu mà mua thịt cả 100 ngàn, đâu có làm ra tiền đâu cô. Ông chạy xe ế vậy tiền đâu mà tôi mua. Còn á, nó đi sinh á là nó mua sữa sùng cho con đó đó. Chồng cô hiện tại vẫn còn khỏe và minh mẫn đúng không? Trời ơi, ông bệnh xỉn, ông bị xỉn. Ông bị xỉn với ông bị huyết áp đó cô. Ngày nào ông cũng mua thuốc, ông uống đó, rồi ông bị... Ông bị xong cái gì, ông như là xong cho người khỏe đó. Có bao giờ đang đi chạy xe mà bị lên cơn xuyễn gì không? Có chứ, người kia ông mà làm mệt cái là ông ngừng xe, ông ngồi, ông nghỉ mệt. Mà lúc nào trong người ông cũng có một chai thuốc xỉn đó. Hai bé còn đi học không bà? Không. Không có, trời ơi cô ơi, tiền không có ăn nữa, tiền đâu mà cho đi học cô. Cháu ngoại tôi không có cái gì mà lai lai gì đó. Có lai à? Ừ. Tôi không có dân mà tôi mua mà để cho nó chạy theo học trong trường cô. Vậy đó, rồi khi nhập trường cũng đâu có tiền đâu mà đóng tiền trường thôi, tôi cho nghỉ luôn. Bé là nghỉ từ khi dịch đến giờ ạ? Dạ, dịch rồi người ta mới kêu, người ta, cô mới kêu mình phải học trên cái gì mà... Dạ, nhà đâu có điện thoại đâu. Dạ, cái đó phải mua 5-10 triệu tiền đó tôi mua. Tại sao đang học lớp 6 mà em lại nghỉ? À, tại vì... nhà em không đủ kinh phí. Em hiện tại có mong muốn gì không? Dạ em mong muốn được đi học lại để giúp đỡ ông bà. Em có ước mơ nhà công việc gì cho tương lai không? Dạ em không có ước mơ nhiều cho lắm. Dạ vì em nghĩ là mơ ước rất nhiều sẽ tốn tiền mà lại không lo được cho ông bà. Nó xin lỗi cô nha, bà chủ á, tôi còn thiếu bà mấy chục triệu tiền nhà đó cô. Mà bà thấy hoàn cảnh tôi bà cũng thương á. Đó, bà nói thôi về cái tiền đó để qua đi rồi mỗi tháng gán gom nó trả hàng tháng cho bà. Người ta thương gì lắm. Nói chung ra ở đây người ta thương gì lắm. Người ta cho gì cái này, người ta cho cái kia. Tối ngày gì quét sân, người thấy cái nào dơ gì chịu không nổi là gì chỉ làm thôi. Con biết sao gì làm cho nó chết thời gian, đừng có suy nghĩ tới cái đầu óc của mình. Thì bây giờ tôi sống ngày nào hay ngày nấy cô ơi. Tôi nói thiệt chứ cô, giờ còn cái gì nữa mà ao ước nữa. Bây giờ hỏi cô, bây giờ cô có la, cô có khóc, cô không ai giải quyết được. Tự mình phải gán sống để mình nuôi hai đứa cháu ngoại tội nghiệp nó. Vì cuộc đời của hai đứa cháu ngoại nó còn nhỏ quá.